Chúa. Còn nhiều người lắm, ai muốn làm chứng cho Chúa nữa. Thưa anh chị em, còn nhiều người quá, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không có thời gian. Bây giờ thì Chúa nói rằng là có những người mù què, câm điếc còn phải tiếp đón họ, chứ không phải chỉ là giáo điểm của những người giàu, của những người đại gia, của những người đẹp, của những người khỏe, mà giáo điểm là còn của những người mà không đi lại được, bỏ gậy đó. Là vế ông lên anh ạ, thầy, hai thầy đỡ dùng tôi cái giữ cái xe, hai thầy ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi ông tên là gì? Kính lạy chắc kính nhã chúng ta là Chúa Cha, con là Phêrô Trương Toàn. Bao nhiêu tuổi? 83 tuổi. Ông ở đâu? Dạ, ở Kim Long. Ông làm gì? Dạ, trước thì con làm ban hành giáo mười mấy năm, bây giờ con bị hoảng quá cha ơi. Vâng, trước mặt chúng ta là một ông cụ là đã từng làm trong ban hành giáo của giáo xứ Kim Long, và bây giờ thì ông 85 tuổi. 83 tuổi, ông ấy bị liệt và gia đình rất là khó khăn. Sau những năm phục vụ trong nhà Chúa với tư cách là ban hành giáo, bây giờ gọi là hội đồng mục vụ, bây giờ thì đau bệnh và cũng không có điều kiện, không có xe lăn để đi lại trong gia đình. Ông đến đây xin cầu nguyện. Cũng như lúc nãy, chúng tôi rất là vui mừng được đón tiếp một linh mục đến đây, và Ngài chống tay một cái gậy, Ngài cũng bị tai biến một nửa, và Ngài đến đứng cuối nhà thờ xếp hàng như là những người bệnh nhân khác cùng với anh em ban hành giáo để xin chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho Ngài. Chúng tôi thấy hình ảnh của những linh mục và của những nữ tu đến đây, lại cũng có nhiều sơ đến đây xin đặt tay cầu nguyện cùng với những người giáo dân, thì bàn tiệc lòng thương xót Chúa không loại trừ bất cứ một ai, dù là linh mục, dù là tu sĩ, dù là ban hành giáo, dù là người ở bên Mỹ về, dù là người dân tộc hay là những người bệnh tật khác. Chúa vẫn đón tiếp, xin gửi tặng ông chiếc xe của lòng thương xót Chúa. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót để ông nghe, và chắc chắn ông còn đọc được tặng ông cuốn tập san Tình Trời Tình Đất. Và đây là trang chuỗi lòng thương xót Chúa để Chúa luôn ở bên ông. Anh xem cho một tràng pháo tay. Dạ, con xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Vâng, và hôm nay bàn tiệc lòng thương xót Chúa được đón tiếp những vị khách quý. Thưa anh chị em, xin mời các sơ và các anh chị em dân tộc ở Con Tum ạ. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta đón tiếp anh chị em đó.